mọi cái trường hợp. Dạ thưa thầy Khoa với thưa cô Kim Châu, đó là mình nuốt nước miếng của Tàu. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nuôi, đã đưa đường chẳng lối để cho người Tàu nó xâm nhập Việt Nam mình. Và cái mà tôi đang lo âu nhất là cái các đài hiện nay ở tại Mỹ đây sử dụng, một là làm sai văn phạm tiếng Việt bằng cách áp dụng văn phạm tiếng Anh vào. Hai, về từ ngữ thì dùng cái từ ngữ của trong nước, và dùng từ ngữ trong nước thì là dùng từ ngữ của Tàu. Cái chữ khả năng đó là người Tàu họ dùng. Ví dụ như người Tàu họ nói là thiên khở nửng dì, tức là thiên khả năng vũ, là trời có thể mưa. Mà chinh thiên là hôm nay, chinh thiên khở nửng dì, tức là hôm nay minh thiên, thiên khả năng vũ. Cái chữ cái cách cái của tướng Tàu nó là vậy. Vì cho nên cái chữ khả năng của mình đó, có mượn của Tàu một cái, nhưng mà chữ khả năng có nghĩa là possible, possibility, chứ không có dùng cái chữ là ability. Dạ, có thể, có thể thôi là được rồi. Đâu cần đó, cái chữ khả năng của Việt Nam mình là cái năng lực của mỗi con người, individual capacity, ability, competence đó, để làm cái việc gì. Chứ mình không có dùng cái chữ khở nẫn là cái kiểu là có thể trời có thể mưa. Cái đó là cái mà chúng ta rất đau khổ. Một cái đau khổ ví dụ như là quý vị thấy, như tôi nói rất nhiều lần là chồng ly hôn, chứ không, vợ không được ly hôn. Vì họ hiểu chữ hôn đó là gì. Thay vì mình có chữ ly dị không dùng, dùng chữ ly hôn. Ly hôn là người đàn ông bỏ vợ, vì chữ hôn là người đàn bà. Cô có thấy không? Đàn trai đón dâu mới để tân hôn. Là đón dâu mới. Chữ hôn là đàn bà. Vì hôn nhân tức là đàn bà kết hợp với đàn ông. Cũng giống như chữ giá thú vậy. Giá thú, giá là người đàn bà đi lấy chồng, thú là người đàn ông đi lấy vợ. Mới hẹn kết hợp lại thành ra là giá thú, tức là hai người hợp với nhau thành một cặp vợ chồng. Thì cái đó Việt Nam mình đã trải qua cả nghìn năm bị ảnh hưởng của Tàu mà thoát ra được, không dùng như nó, mà bây giờ mình lại tình nguyện mình bê vô để mình dùng như nó. Ví dụ như chữ trợ lý Charlie là của Tàu, trong khi đó tiếng Việt mình có chữ hành, chữ phụ tá, tại sao không dùng? Quý vị thấy tất cả những cái đó là những cái, tại vì sao? Vì người Việt mình tự rất là tự mãn là tôi giỏi tiếng Việt, tôi không cần trao dồi tiếng Việt làm cái gì hết. Tôi nói, tôi đọc, tôi biết, tôi viết, tôi đọc, biết là tôi giỏi rồi. Thưa quý vị, không phải vậy. Quý vị giỏi là quý vị phải đưa cho em bốn cái nguyên tắc tiếng Việt gồm có gì. Nguyên tắc tiếng Việt là âm dương, là tự nhiên, là chính phủ và đẳng cấp. Những cái đó quý vị phải cho tôi biết tại làm sao mình nói như vậy. Như vậy, chứ không phải tự nhiên mà nó có được. Và cái đó mình nhờ cái đó mà mình thoát được cái văn hóa của Tàu sau 1.000 năm bị đô hộ. Có cái này là Chelsea cũng trong trường hợp như vậy. Có thể quý vị nào cũng trong trường hợp như Chelsea là mình dùng, mình không có biết mình dùng sai. Mình cứ dùng, mình tưởng mình nghe ở đây, mình cứ nghe qua. Mình tưởng nó nằm trong từ điển Việt Nam mình. Tại vì khi Chelsea muốn lên viết trên Facebook hay trên mạng xã hội thì không sợ viết sai, thì mới Google Translate. Thì khi mình Google Translate ra thì những gì mình dùng cái đó, mình đọc ra, mình nói, nghe nó hợp lý thì mình bỏ lên. Nhưng mà mình không có biết là mình dùng sai chữ, là dùng chữ mà bị ảnh hưởng bên nước khác, Tàu hay là nước khác. Mình cứ tưởng là mình dùng đúng. Thì ở đây là làm cách nào mà quý vị hay là như Chelsea biết mình sẽ dùng đúng hay dùng sai không thầy? Cái đó thì có lẽ rằng chúng ta phải có cái cuốn từ điển. Cái cuốn từ điển nó sẽ giúp chúng ta, cái Google Translate thì nó thực sự nó không có đúng đâu. Bởi vì cái Google Translate là nó dựa vào một số những cái chuyên viên ở như Việt Nam. Rồi sau đó Việt Nam họ mới chuyển dịch qua, họ không có mướn những người ở bên ngoại quốc nên phải trả tiền cao quá, thành họ phải mướn đi Việt Nam. Ngay cả một số những tin tức của đài CNN hay đài Fox cái thứ mà dựa tiếng Việt đó, nhiều khi chúng ta đọc một tin ở đây mà không phải chúng ta người soạn ở đây, một số những cái đài người ta cẩn thận, người ta đọc lại, người ta sửa lại. Còn một số người ta lấy từ những cái đài mà nó đã có cung cấp, những chuyên viên cung cấp dịch ra từ như trong nước và đưa qua. Nó thành ra cứ dựa như thế mà để trình bày thôi. Thì đó là những cái mà tôi biết là những cô giáo trẻ, chẳng hạn như cô Kim Châu ở đây, hay nhiều cô giáo trẻ cũng vậy, là không có biết cái nào là cái đúng. Kẹt lắm, bây giờ mình đọc cái tiếng Anh như thế, bây giờ mình giải thích làm sao, mình Google, mình translate, xong nó dùng cái tiếng cái kiểu giống như là, như thầy Dũng nói là bởi vì tiếng Anh
với lại tiếng Việt nó khác nhau, chẳng hạn như là beautiful girl chứ không có là girl beautiful. Thành ra cái adjective nó phải nằm trên cái chữ noun. Nhưng mà ngược lại thì ở như Mỹ thì nó làm như thế, và người Tàu nó cũng như thế luôn. Thành do đó khi mình dịch nó ra rất là ngô nghê, có nhiều chữ nó rất là lạ. Trên một cái câu chẳng hạn như là một cô gái đẹp chẳng hạn, nó khác với một cô gái đẹp gái, ví dụ như vậy. Nó có cái nghĩa nó ngô nghê lắm. Cái cách viết mình cũng vậy, cũng phải diễn tả cái chính nó trước rồi sau cái phụ nó đi sau. Nhưng mà ngược lại có một nơi vài cái cách ngôn ngữ khác thì nó lại ngược lại. Do đó khi người ta đọc một câu văn, người ta biết ngay là ok, ông hay bà này viết cái câu văn này là cái câu văn lai. Như ông thầy này, ông ấy dịch sách nhiều là ông ấy biết, ông đọc một cái thì ông biết ngay là cái câu này là không đúng rồi. Nhưng mà cái đó là cái mà làm như là cô Kim Châu bây giờ cô nói chuyện với lại anh em mình, cô cũng ngại lắm. Dạ. Nhớ thế nào cho đúng rồi không. Nhưng mà cứ yên tâm đi, chịu khó. Đọc những cái cuốn từ điển, những cái cuốn từ điển đó thì chúng ta phải tìm những cái cuốn từ điển mà đã được biên soạn, mà được nhiều người công nhận rồi đó, thì nó giúp cho mình rất nhiều trong cái vấn đề mình quyết định xem cái chữ nào đúng, chữ nào sai. Thì có cách đó thôi. Còn Google thì có những cái chữ thông thường thì có thể hiểu, nhưng mà có những cái chữ mà nó mới quá đó, thực sự ra nó không chính xác đâu. Thì cái đó là một cái mà cũng xin chia sẻ với quý khán thính giả. Mà nếu quý thầy cô giáo đang theo dõi một cái chương trình của chúng tôi ở đây thì cũng xin đồng gọi là chia sẻ với những lệnh cái phân tách của chúng tôi ở đây. Dạ vâng. Thì thưa cô Kim Châu với thưa thầy Khoa, tôi hoàn toàn không đồng ý và không bao giờ đề nghị quý vị sử dụng Google Translation. Bởi vì như tôi này, tôi để là Trần Ngọc Dũng, trưởng nam, nên nó dịch là Đăng Tran. Đăng á, nó kêu tôi Đăng á. I'm not counting, I'm not host Đăng. Dũng, tôi không dịch rồi. Thì trưởng nam nó dịch tôi là, chữ trưởng nó dùng chữ head. Chữ head là cái đầu. Nam là south. South, hướng nam. Vậy thì Đăng Tran head south. Yeah. Là cái đầu về hướng nam thì quý vị làm sao mà biểu là trưởng nam nữa. Thành ra tôi không bao giờ đề nghị với ai, và tôi nghe nói ai nói Google Translation thì tôi nói thôi đừng dùng cái đó nữa. Cái điểm kế tiếp á, thưa quý vị, cái vấn đề của chúng ta là cái người dịch á, họ dịch theo cái hiểu bên tiếng Anh nhiều hơn là họ hiểu bên tiếng Việt. Vì vậy cho nên chúng ta không có trách họ, mà chỉ trách có cái là nếu chúng ta là người muốn có cái óc tìm tòi học hỏi thì nên trong nhà ít nhất 5-7 cuốn từ điển để mà mình tham khảo. Ok, thì từ đó chúng ta mới hiểu được cái chữ, ví dụ như chữ mạ lị hoặc là tham lam, thì quý vị dịch chữ mạ lị và tham lam chữ dịch sao. Và trong đó chữ mạ nghĩa khác, chữ lị nghĩa khác. Mạ tức là mắng chửi thẳng mặt. Tôi mắng cô, tôi mắng anh, tôi mắng, tao mắng mày chẳng hạn vậy. Tức là chữ thẳng mặt. Lị là nó xiên, nó xỏ, nó xéo, nó bóng, nó gió. Đó là gì? Nếu mà cái gì mà chữ mạ lị mà mình nói chữ to scold hay là to reprimand hay là trật hết. Cô thấy không? Vì vậy cho nên khi người ta họ phải hiểu một cái chữ kín thật là sâu mà họ mới dịch được cái chữ mạ lị đó chính xác. Hoặc là chữ tham lam. Chữ tham đó là ham của, mà lam là ham ăn. Yeah. Ok, thì khi mà chữ tham lam là vừa ham tiền, ham bạc mà ham ăn, ham uống nữa, thì nó đi chung với nhau mới là tham lam. Vì vậy cho nên cái gì tôi dịch làm chữ tham lam, greedy đâu có đủ. Yeah. Greedy không đủ. Vì vậy cho nên tôi đã nói với quý vị là vấn đề dịch thuật rất là khó. Chẳng hạn như tiếng Việt mình có chữ giáo dục. Giáo dục tức là một bên là dạy dỗ về mặt tinh thần, về mặt kiến thức. Dục là nuôi nấng, dưỡng dục. Mà tiếng Anh chỉ education, nó đâu có nurture đâu. Yeah. Vì vậy nó cũng hơi khó cho chúng ta khi mình dịch những cái chữ giống như vậy. Dạ, con Chelsea cảm ơn hai thầy.